có chân mà không đi được thì buồn lắm em. Cái này á là mọi người biết cái tay này đi rung á là không phải là Parkinson, vì Parkinson nó rung á là kiểu bắt chuồn chuồn. Nên còn anh này không có, anh này rung là do nó chèn cái cuộc sống cổ. Đấy. Từ cái đồ đụng đồ, 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 bằng chân nhá. Quýnh gì cái kia đâu. Bỏ này đây, ngâm miếng cho anh dở này lên. Đấy. Thì cuộc đời thay đổi liền, nằm quay mặt quay qua đây. Đấy. Rồi nhấc cái giò lên vậy. Thấy không? Vậy là theo thầy làm đệ tử được rồi phải không? Đối xử với tàn nhẫn vậy mới được. Rồi, nằm im. Để cái bài nào gọi là hấp dẫn. Rồi, nằm chặt nha. Cái đó không, cái đó cần bây giờ cái tay không rung mới làm liền. Rồi, bây giờ anh chạy qua cái, anh đi làm sao đó, đi lẹ làng lên em. Đấy, phải nhẹ liền em. Rồi, hôm qua giờ là cứng phải không? Bây giờ chạy đi. Ok. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.